Và xin chào mừng tất cả quý vị các bạn, chúng ta đến với cả game đấu thứ hai giữa game thủ Cure đến từ team JinAir Wings và đây là thành viên đến từ team KT Rolster Hitman. Một trận TBG ở trên map Frost các bạn. Cái map này thì nói chung là nó rất là lâu đời rồi. Nó có nhiều cái để chúng ta có thể nói ở trên cái map này. Một cái map mà tôi theo như tôi đánh giá rằng là nó quá có lợi cho các game thủ Protoss. Nhưng mà Tehran và Zerg thì cũng không hề kém cạnh khi mà họ có thể có những cái vị trí để có thể là ăn mỏ cũng như là giấu không quân của mình. Có rất nhiều cây cối ở trên những cái map này và tầm nhìn của Overlord thì nó sẽ không thể nào bao quát được hết được. Trên những cái map như thế này thì các game thủ của chúng ta thường thì Tehran sẽ lên một con Viking, các bạn, một Viking để có thể bắt được Overlord. Cứ bắt Overlord thôi. Bắt Overlord là mất khoảng tầm là mất một trong những cái trò hack map của các game thủ Zerg rồi. Xong rồi sẽ khiến cho Zerg chỉ có thể là hack map bằng cái creep thôi, sử dụng creep để mà hack map thôi, control map đấy. Sau đó thì Tehran cứ liên tục steam lên và scan để có thể phá được creep tumor, thế là phá được quả control map thứ hai của Zerg. Rồi sau đó là bắt đầu những pha drop, những pha tấn công liên tục. Trong TBG thì thường các game thủ Tehran rất thích lên cho mình cái gì nhỉ? Bây giờ chơi MMM, tức là chơi 1-1 cùng với cả Widow Mine. Bây giờ thì thành 4M rồi. Mauder, Marine, Mauder, Mevak và Mine là cái con Widow Mine đấy ạ. Sau đó thì Zerg thì sẽ lên Mutaling, Muta bên Linh và Zergling. Sau đó là hai bên cứ tha hồ chơi nhau. Cái bên nào Marco hơn, tay to hơn, tấn công liên tục hơn thì bên đấy sẽ giành chiến thắng. Còn đối với cả các game thủ Zerg thì họ cũng chỉ có trực chờ vào việc là chia bên Linh thôi. Bên Linh được thì thắng. Tuy nhiên là hiện nay trong TBG, ngoài cái trò đấy ra thì các game thủ Tehran này còn có thêm trò mới là họ trên mic các bạn. Họ cứ dùng Hellbat, họ drop, họ cứ dùng tăng để dàn quân, để dùng Thor để counter lại Muta. Hay là Zerg chỉ còn mỗi cách là lên cho mình lên cho mình mấy con xóm hot thôi để mà đẩy trận đấu về đến khoảng tầm giữa game. Tất nhiên là còn rất nhiều bạn đang xem trực tiếp game. Nhưng mà đa phần các bạn thì đang xem ở bên kênh Twitch cơ. Họ thường chat ở bên Twitch hơn là so với cả chat ở bên Talk thôi bạn. Maybe not the top. I don't know. Anyways, so bạn thấy rằng hiện nay thì Zerg thì đang nâng cấp speed cho Zergling rồi. Với cái việc mà các game thủ Terra sử dụng Reaper này thì Zerg chỉ có cách là lên speed Linh sớm thôi để phòng ngự thôi. Nếu không Reaper nó sẽ cày nát cái mỏ 2 mất. Bạn thấy là hiện nay hai con Reaper đang đứng ở đây. Ui giời, suýt chết con Reaper nha, chấm máu rồi mà chạy được ra ngoài. Hai Queen phòng ngự khá chắc. Reaper phải micro khá tốt thì mới có thể ăn được Queen thôi các bạn. Hiện nay thì Tehran của chúng ta sắp sửa ăn mỏ thứ 3 rồi. Anh đặt xuống command center thứ 3 cho mình. 2 command center luôn. Tehran thì Zerg thì đây, Tehran kia. Lại cùng chờ đợi xem là Zerg sẽ làm nào đây. Tôi thấy hiện nay, ôi giời, vâng, Reaper nhảy lên đúng vị trí. Vâng, đang định nhảy vào nhà, định treo tường vào nhà của Zerg nhưng lại đúng vị trí của chuồng chó. Thế là bị nó cắn nhau. Chết chết, may nhảy ra kịp. Đây, Tehran bắt đầu win mỏ 2 rồi. Các anh Reaper là những thanh niên parkour. Anh rất thích chơi trò treo tường vượt rào vào để yêu mấy em drone. Cưa cầm mấy em drone nhưng mà rất tiếc là nhà của anh Zerg thì lại nuôi chó. Lại còn những con chó chiến khi mà nó đã có nâng cấp speed như này nữa. Lại sau khi có speed phát là Zerg cứ tự tin mà ăn mỏ 3 thôi. Tại vì Zergling nó chạy rất nhanh các bạn. Hôm nay thì game thủ Q của chúng ta đã quyết định là sẽ chơi MMM rồi. Anh ấy đang lên cho mình steam. Anh quyết định là lên steam để có thể là lên nâng cấp cho Marine và Mauder. Hiện nay Reaper chỉ còn đúng một con này, không biết chết đâu mất một con nữa rồi. Đây là nhà gì đây? Vâng, đây là nhà Road Raven rồi. Như vậy nghĩa là Zerg thì lại quyết định lên Road. Lên Road thì đối với cả Tehran thì Road sẽ cần phải có sự hỗ trợ của bên Linh nữa. Road bên, thưa bạn, đó chính là Road bên. Road bên thì may ra mà thắng được. Attempt to scout because it did give him that information that there was no additional gas in mine. It does give him that extra safety because you just don't know with a player like him, and you just don't know. Hiện nay đã là 1 giờ kém rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa chúng ta sẽ được đến với cả trận chung kết của SPL 2014. Mình đang rất là mong chờ trận này các bạn. Lâu lắm rồi không cắt clip rồi. Rất thích cắt clip nhưng mà tại vì căn bản là cái tầm giờ đấy nó khó quá. Còn phải đi làm, còn phải đủ thứ nữa. Hôm nay thứ 7 cho nên là mình mới bỏ hết để mà mình ngồi cát cho các bạn được. Hiện nay Steam sắp sửa hoàn thành xong rồi. Tehran sẽ tham minh chăng? Tôi nghĩ chắc chắn là sau khi mà có Mevak, anh ấy sẽ bắt đầu đẩy quân đội của Tehran ra ngoài thôi. Khi mà đã có Steam rồi thì Tehran sẽ rất chắc chắn thôi bạn. Bạn thấy đấy, một hàng dài, 3 cái barrack, 1 tech lab. Hiện nay các khán giả của chúng ta rất tập trung vào việc là theo dõi trận đấu lần này. Không có ai chat cả. Họ quá tập trung nhau. Hay là đã trưa rồi. Họ quá mệt. Các bạn khán giả bây giờ quá mệt. Chỉ có muốn ngồi xem thôi. Bật to lên vừa nằm trên giường xem. Rồi ngủ lúc nào thì ngủ. Cái hành động này lại làm tôi nhớ đến Team Tó. Team Tó thì mình cũng rất hay này. Team Tó là team cứ bật stream ra rồi thì mới vứt máy đấy thì mới nằm xem. Đi chím thì nằm được khoảng tầm 50 phút là thì mới ngủ mất rồi. Nhưng mà lâu lâu thì mới mở mắt ra thì mới nhìn xem là tình hình trận đấu diễn ra nào rồi. Xong rồi thì mới lại nằm thì mới ngủ tiếp. Mấy hôm tôi ngồi tôi cát đêm ở nhà thì mình toàn thấy thế đó. Cứ bật stream, xem, xong rồi nằm ngủ mất. Chết cả cười. Gấu à? Gấu mình thì mình vẫn mới đi chơi hôm qua sao? Bạn thấy rằng hiện nay Tehran bắt đầu lao lên rồi. Vâng, Steam lên rồi, lao rồi, bắt đầu Helion lao lên ở vị trí phía trên này. Hiện nay Marine đứng ở vị trí phía sau của Mauder cùng với cả Helion. Vâng, bắt đầu xì rồi, hiện nay đang chiếm ở vị trí màu 3 lần này. Các bạn có thể thấy rằng là Tehran tấn công rất là mạnh mẽ rồi. Tuy nhiên hiện nay rớt của chúng ta, vâng, chưa có Road ạ. Queen chuẩn bị mất này, vâng, Queen hồi máu nhau, Road đã ra rồi. Bắt đầu có Road đây rồi, hiện nay con Helion đã bỏ mạng từ lúc nào chúng ta không kịp nhìn thấy. Hiện nay Road đã ra, bắt đầu dàn hàng đây rồi. Hiện nay hai Queen vẫn đang hồi máu nhau, vâng, vẫn còn sống hai Queen kia. Hiện nay quân đội của Mevak đã nhấc quân đội lên và đưa vào phía bên trong mỏ 2 rồi. Vâng, mỏ 2 chỉ có một con Road ở đây mà thôi. Queen, úi giời, vâng, bắn mãi chết được một Road. Giờ bắt đầu đưa con Queen ạ. Hiện nay Road đã vào nơi rồi. Vâng, rất đông Road rồi thời điểm này. Hiện nay Mevak không phải Mevak mà là Marine nó đã được đưa ra. Không có sự hỗ trợ của Mevak đi kèm. Tuy nhiên Mevak ở vị trí mỏ 2 đã đưa quân ra và bắt đầu ra đến vị trí mỏ 3 rồi. Mỏ 3 hiện nay có gì không? Vâng, Road đã ra nơi rồi. Mục tiêu bây giờ của Marine đó chính là phải phá được cái vị trí hatchery này. Vâng, xong hatchery rồi. Lên Mevak luôn. Vâng, ăn chơi xong tất cả đi về luôn. Vâng, ngay cả quân ở phía sau cũng bắt đầu đi về luôn thưa bạn. Hiện nay thì dù sao cũng may cho anh rất là anh ấy đặt cái Marco hack ở ngay gần đấy luôn. Đặt một cái Marco hack ở ngay vị trí đó. Ngay vị trí màu 3 nên là đàn drone đã khai thác cũng có thể là dễ dàng khai thác tiếp luôn. Hiện nay chúng ta thể thấy quân đội Zerg đã lên nơi đây và Road đã vào dàn quân ở đây rồi, có vẻ nói đang dàn quân khá đẹp. Marine đang chiếm vị trí phía trên 2 round rồi. Widow Mine đúng rồi. Widow Mine boom phát nữa. Boom nhưng mà vẫn chưa chết được mấy con Road kia. Road đang quá khỏe rồi bạn, chưa có nâng cấp cộng tấn công cho nên là mấy quả rocket này vẫn chưa khỏe lắm. Widow Mine có thì lại bị con Overseer có mặt ở đây rồi. Hiện nay Road đang tràn lên ở đây. Vâng, Road đang hoàn toàn làm chủ trận đấu ở vị trí mỏ phía bên này. Road đang bắt đầu dàn quân ở đây. SCV đang đứng im làm gì tôi không biết nữa. Vâng, SCV cần phải dí theo mấy con Road thôi. Dí theo Road rồi. Marine đang bắn rất hổ báo nhưng có vẻ cũng không ăn thua tại vì rằng là đã không vào được bunker lại còn bị Road ở target này nữa. Quá khó chịu. Tôi nghĩ rằng bây giờ tốt nhất là Marine này nên liều mạng chạy ra chỗ bunker thôi. Widow Mine không đi rồi. Widow Mine chưa kịp làm gì cả. Hiện nay đàn Road nó cũng đã khá yếu, nó đã phải rút về vị trí phía sau rồi. Hiện nay Tehran của chúng ta cũng đã vào được phía bên trong bunker. Các bạn thấy rằng Hitman anh Zerg đã có khoảng tầm 21 worker kill rồi, bắt được 21 con SCV vừa rồi. Và bây giờ đến mục tiêu ở vị trí mỏ 3. Vâng, Tehran lại không vào được trong bunker rồi. Tehran lại đang đứng đối đầu trực tiếp với cả mấy con Road này, các bạn không ăn thua. Widow Mine hạ rồi, hạ được rồi, không được rồi, một con ở vị trên đã chết rồi. Tuy nhiên bây giờ con phía dưới, vâng, xong rồi, nổ rồi nhưng mà nó lại nổ trúng cả mấy cái con Marine của mình. Vâng, không ổn rồi. Hiện nay Road đã tiếp tục lên nơi. Road đã phá xong một bunker thứ hai rồi, bunker thứ ba cũng chuẩn bị nổ. Xong rồi, nổ bunker thứ ba rồi. Bây giờ đàn Road này tập trung thẳng vào vị trí mỏ 2 luôn. Hiện nay đang có hai cái energy bay ở đây. Tuy nhiên là rất có vẻ không bỏ qua luôn hai cái này. Tập vừa phá xong một cái supply port rồi. Bây giờ thì SCV lại được đưa ra thêm một lần nữa. Vâng, nó đang bắt đầu lao lên phía trước nhưng mà đã bị Road xử lý xong rồi. Bây giờ chỉ còn vài con Marine thôi. Rất nhiều Mevak đi theo để hồi máu cho một con Marine thưa bạn. Vâng, Marine anh hùng của chúng ta. Marine ở vị trí phía sau, thêm cả một con Reaper ở vị trí phía sau nữa, cũng không có gì hồi máu cho nó, chúng nó cả. Road đã tràn lên vị trí mỏ thứ nhất rồi. Vâng, bây giờ dàn quân ở đây rồi. Road đang có một hàng dài thưa bạn. Vâng, hàng dài nó chiếm toàn bộ RAM rồi. Supply depot là cái building đầu tiên bị Road target. Bây giờ quân đội của Road lại bắt đầu dàn ở vị trí góc này. Vâng, đang lao qua để bắt mấy con Marine. Marine là được chuyên ra đến nơi thì có. Úi giời, Widow Mine kìa. Widow Mine kìa. Nổ chưa? Nổ chưa? Hình như nổ rồi sao thưa bạn? Chắc nổ rồi, nó mới nằm im thế kia chứ. Hiện nay chúng ta thấy rằng Road đã tràn ngập vị trí bên trong bên bay rồi. Ở phía bên ngoài đang có Road đẩy lên, vâng, rất nhiều Road và thêm cả Zergling nữa. Hiện nay 8 Road đang được mop ra, thêm Zergling được đẩy lên ở vị trí bên mỏ phía trên này. Vâng, Tehran của chúng ta thua chắc rồi. Vâng, GG. Vâng, GG. Yeah. Yeah. Tỷ số của chúng ta đã là 2-0 rồi. Có thể nói rằng là KT Rolster luôn luôn là đội hình mở bát tuyệt vời nhất, thường thắng trong những trận mở bát này. Trận đấu thứ hai lần này cũng không ngoại lệ. Hitman đã mang về điểm số thứ 2 cho đội của mình. Có thể nói mặc dù là cả hai game thủ thì đều trong một phong độ đang không được ổn định cho lắm, nhưng mà anh Q thì anh ấy có đến tận 5 trận thua đỏ lòm, cho nên là có thể anh ấy đang phong độ thấp hơn so với cả anh này. Nói chung là cả hai anh phong độ đều thấp, nhưng mà lại anh chỉ có một anh thấp hơn và một anh gần thấp bằng thôi. Thế là anh gần thấp bằng anh ấy sẽ thắng, còn anh thấp hơn thì anh ấy sẽ thua. Và như vậy hiện nay thì tỷ số đã là 2-0 cho team KT Rolster rồi. Ra chuẩn bị đến với cả game đấu thứ 3 sẽ diễn ra giữa True và Start, một trận PBG ở trên map Overground. Vâng, xin cảm ơn bạn Domemon. Bình luận cũng bình thường thôi, không hay lắm, nhưng mà xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúng ta chuẩn bị đến với cả game đấu tiếp theo ngay bây giờ.